Đây là 5 lý do khiến sân lotion Factor 50 khiến người dùng phải trầm trồ ngay từ lần đầu sử dụng. Thứ nhất, bảo vệ da siêu đỉnh với 3 tầng chống nắng vật lý, chống nắng hóa học, chống nắng từ vitamin E tự nhiên nguyên chất. Chỉ một lần thoa, làn da được bảo vệ tuyệt đối trong 16 giờ đồng hồ. Thứ hai, loại bỏ màng lọc UV độc hại gây ung thư vú. Chất bảo quản hóa học làm thay đổi nội tiết và hương liệu gây kích ứng da, đường hô hấp. Thứ ba, kết cấu kem mỏng nhẹ, dễ tán, dễ thoa, nâng tông, không bị trôi khi đổ mồ hôi, xuống nước hoặc gây bết dính khi hoạt động ngoài trời. Thứ tư, sân lotion Factor 50 tuyệt đối an toàn và lành tính 100% ngay cả đối với làn da nhạy cảm, kích ứng và với mẹ bầu. Thứ năm, sân lotion Factor 50 được sản xuất tuân theo quy chuẩn an toàn Bionorm, chất lượng Đức, nhưng giá thành cực kỳ phải chăng, chỉ 1.745.000 đồng cho dung tích 75ml. Liên hệ với Dr. Bauman để sở hữu chống nắng đỉnh cao không đối thủ ngay hôm nay.